Chàng thanh niên này đang đi săn thú rừng thì bỗng phát hiện ra một doanh trại đổ nát, xác những người đàn ông nằm chất chồng lên nhau trông vô cùng ám ảnh. Phía dưới gốc cây cạnh đó là một phụ nữ trẻ bị ghim hai bàn tay vào thân gỗ, máu đông đặc nhưng vẫn có phần nhỏ giọt, có vẻ như vừa bị tra tấn cách đây không lâu. Peter đang hoang mang thì bỗng có người xuất hiện, may mắn đó là bố của anh chứ không phải đám người nguy hiểm kia. Ông bố từ từ lại gần kiểm tra thì bỗng cô gái tỉnh dậy hét toáng lên. Phải mất vài giây ông mới giúp cô ấy bình tĩnh lại, ba người cố gắng nhẹ nhàng không gây ra tiếng động phòng khi đám người kia chưa đi xa, đầu tiên bẻ mũi tên sau đó giúp cô gái rút tay khỏi thân gỗ, ông sai con trai đi lấy lá rừng băng bó tạm vết thương, cũng may trước đây từng tham gia chiến trường nên biết chút thủ thuật sơ cứu, tiếp đó hai người giúp cô gái xử lý nốt bên tay còn lại rồi đưa về doanh trại của mình, nơi đây còn có mẹ và em gái của Peter tên là Sarah, cả gia đình vội vàng chuẩn bị đồ dụng cụ chữa trị cho cô gái đáng thương này mà không biết bản thân vừa mang về một mối nguy hiểm vô cùng lớn. Nửa đêm hôm đó, trong khi cả gia đình đang ngủ say, một đám cướp lẻn vào âm thầm xử lý bố mẹ cùng anh trai của Sarah. Đến lượt Sarah thì cô gái kia đã ngăn chúng lại, chúng đành đánh ngất rồi đưa cô theo về địa bàn. Thì ra Sophie từng là nô lệ phục vụ cho chúng, nhưng do cố tình trốn đi nên bị tra tấn và bỏ lại giữa rừng. Lần này thấy cô sống sót nên chúng bỏ qua và đưa về doanh trại, bởi trong nhóm này toàn đàn ông rất cần có phụ nữ để giải tỏa. Bọn chúng gồm 4 người chuyên đi cướp bóc trấn lột khắp nơi, trong đó có tên đầu chọc vô cùng máu lạnh. Hắn có một đặc điểm mà bất cứ ai cũng phải sợ, đó là cơ thể hắn không có cảm giác đau. Tuy nhiên vì là người gia nhập sau nên hắn vẫn phải chịu dưới quyền tên cầm đầu Thomas. Sophie cũng chỉ có mình Thomas được hưởng thụ. Sarah tỉnh dậy thấy mình bị trói thì ra sức giãy giụa muốn thoát ra, tuy nhiên cô lại bất ngờ phát hiện Sophie đang nói chuyện với tên cầm đầu ở phòng bên cạnh. Lúc này cô mới ý thức bản thân được chúng tha mạng và đưa về để nhằm mục đích gì. Sophie bị hắn ép phải huấn luyện Sarah những kỹ thuật để phục vụ chúng, dù không muốn nhưng không dám phản kháng vì bản thân cô biết rõ sự tàn bạo của đám người này. Đợi đêm đến khi chúng ngủ say, Sarah tranh thủ đập vỡ cửa kính để lấy mảnh vỡ cắt đứt dây thừng. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Sophie ngăn lại. Lúc này Sarah vô cùng hận Sophie vì đã gián tiếp hại chết gia đình cô, nên dù cô ta có cố gắng khuyên giải Sarah cũng không chịu nghe lời. Sáng sớm hôm sau Sarah bị ép đi săn mồi với đám cướp. Cô định nhân cơ hội giãy giụa bỏ trốn nhưng không thể thoát khỏi đám đàn ông cao to kia. Sarah đành tranh thủ lấy mảnh gương cứa dây thừng khi ngồi trên lưng ngựa. Vừa khi dây thừng đứt, cô liền đẩy ngã Sophie định chạy trốn nhưng không thành công. Thấy Sarah quá cứng đầu, một tên liền giơ súng lên bắn vài phát để dọa. Không ngờ những viên đạn vừa phóng lên vài giây sau lại rơi trúng đầu tên đó, khiến hắn đăng xuất ngay tức khắc. Thấy nơi tên xui xẻo kia rơi xuống có một vũng băng tan, Sarah nhanh trí liều mình nhảy luôn theo hắn, khiến đám người kia không kịp phản ứng. Tên cầm đầu vô cùng tức giận lệnh cho Sophie phải tìm và đưa bằng được Sarah về. Trong nhóm có một cậu thanh niên hiền lành lo lắng cho an toàn của Sophie nên chủ động đưa súng của mình cho cô mượn. Cơ thể Sarah trôi theo dòng nước trồi lên đúng chỗ một người da đen đang câu cá, may mắn được anh ta giúp kéo lên bờ. Sarah vội cầu xin anh đưa mình rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Anh da đen dìu Sarah về nhà cho ngâm nước nóng để cơ thể ấm dần. Người vợ nhân từ cũng sẵn sàng giúp đỡ cưu mang. Tuy nhiên Sarah tự biết bản thân sẽ mang đến mối nguy hiểm cho ân nhân của mình, nên nửa đêm đợi họ ngủ say, cô đã âm thầm mượn tạm con ngựa chạy khỏi căn nhà đó, dự định khi nào lấy lại được ngựa của mình sẽ đem nó trả lại. Sophie thử cầm súng ngắm bắn nhưng không tài nào bóp nổi cò bởi vết thương quá nặng giữa lòng bàn tay. Tuy biết nếu trốn đi mà bị chúng bắt lại thì sẽ vô cùng thảm, nhưng cô không quên được ơn cứu mạng và cái chết oan ức của gia đình Sarah. Cô tự nhủ sẽ tìm Sarah và cùng cô ấy trốn khỏi khu rừng này. Sau một ngày một đêm, cuối cùng Sophie cũng tìm thấy ngôi nhà của anh da đen. Cô cố tình ghim mũi tên đã lấy trộm của tên đầu chọc lên thân cây để đánh động gia đình họ. Anh da đen khi biết ngựa bị đánh cắp liền quyết định đi tìm. Đối với một người sống trên thảo nguyên thì ngựa là tài sản vô cùng quý giá. Sarah tìm lại nơi gia đình cô từng đóng trại, định chôn cất người thân của mình cách chu đáo. Không ngờ Sophie đã chờ sẵn từ lâu, cô ấy đã dùng đôi tay gần như tàn phế của mình chôn cất bố mẹ và anh trai của Sarah một cách cẩn thận. Hành động này khiến Sarah có chút ấm lòng nên buông lỏng cảnh giác với Sophie. Sophie cũng nói về nhiệm vụ chúng giao cho mình, nhưng khẳng định sẽ không bán đứng Sarah vào tay chúng và cũng không có ý định quay lại doanh trại kia. Khi biết Sarah chủ ý quay lại doanh trại của đám cướp tìm ngựa, Sophie lập tức phản đối. Đây là cơ hội chạy trốn tuyệt vời nhất chúng ta có được, nhưng Sarah hiện tại không sợ chết. Nếu có thể sớm đoàn tụ với gia đình thì cũng không có gì đáng sợ cơ, mà con ngựa thì cô nhất định phải tìm về vì nó là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của Sarah.
Sau vài ngày không thấy Sophie trở lại, lão cầm đầu vô cùng tức giận, hắn lớn tiếng sai đầu chọc truy tìm bắt cô trở về. Anh da đen vô tình phát hiện những mũi tên gắn trên thân cây liền gom nó lại, đoán rằng món đồ này có liên quan đến đám người đang đuổi bắt Saza nên anh đến một quán rượu hỏi thăm. Không ngờ cuộc nói chuyện bị tên đầu chọc nghe được, hắn lập tức tiến lại gần dùng sừng hươu ghim bàn tay anh da đen xuống bàn, tiếp đó cưỡng chế ép chủ quán khai ra nơi ở của anh da đen và vợ. Anh da đen thương chủ quán bị tra tấn nên vội nói hết mọi chuyện với đầu chọc, có điều sau đó ông chủ vẫn bị hắn xử lý. Đầu chọc dùng súng uy hiếp bắt anh da đen dẫn về nhà mình. Sáng hôm sau, khi Saza đang đi lấy củi bỗng nghe thấy một tiếng súng vang lên, cô vội chạy về thì thấy Sophie đã bị đầu chọc tìm được. Nhiệm vụ đã hoàn thành nên đầu chọc thẳng tay tặng anh da đen một phát súng. Bàn tay tàn phế của Sophie không thể chống trả nổi nên đành cam chịu bị dẫn đi. Cơ mà cô tuyệt đối không nói cho hắn biết Saza đang còn sống. Đợi hắn rời khỏi, Saza vội chạy đến xem tình hình của anh da đen. May mắn viên đạn ghim trúng ổ khóa của túi da nên anh thoát được một mạng. Saza vội lấy vải giúp anh băng vết thương ở tay, sau đó giải thích lý do cô trộm con ngựa của họ, cũng kể cho anh nghe về bi kịch của gia đình mình. Hiện tại ngựa của anh da đen cũng đã bị đầu chọc dắt đi nên anh quyết định đồng hành cùng Saza lấy lại chúng. Anh thanh niên nghe tiếng thét thảm thiết của Sophie mà không dám nhìn, bản chất lương thiện nhưng lại không có bản lĩnh chống lại những người kia. Tên cầm đầu tuy độc miệng nhưng trong lòng vẫn có tình cảm với người đàn bà của mình nên chỉ trói lại đánh đập nhưng không xuống tay, dứt khoát vẫn hy vọng Sophie chịu khuất phục toàn tâm toàn ý với ông ta. Hành động này khiến đầu chọc không vừa mắt, hắn chủ động đề nghị Thomas xử lý gọn lẹ những kẻ phản bội, nếu không sẽ có ngày bị chúng hại chết. Thấy tên cầm đầu không chịu nghe lời mình, hắn ta liền lật mặt. Hai kẻ cầm thú nhanh chóng lao vào thanh trừng lẫn nhau. Tuy nhiên đầu chọc vốn cao to khỏe mạnh lại không biết cảm giác đau đớn là gì nên nhanh chóng hạ gục được đối thủ. Hắn còn tàn nhẫn đến độ bắn thẳng vào cúc cu của tên cầm đầu, sau đó lôi ông ta ra phơi giữa trời tiết cho tự sinh tự diệt. Nhận thấy anh thanh niên không phải là mối nguy hiểm nên đầu chọc quyết định tha cho anh. Bởi từ nhỏ đầu chọc đã là kẻ cô độc, vẫn luôn khao khát có người đồng hành thân cận như những người bình thường khác. Đối với Sophie, hắn cũng cho cô một cơ hội, nếu sau đêm nay còn sống sót và tự nguyện đi theo hắn thì sẽ được tha. Đêm hôm đó Saza một mình lẻn vào doanh trại, dự định trộm ngựa nhưng lại tình cờ thấy được Sophie. Cô cắn răng liều mình chạy đến giải cứu, có điều chưa kịp gì thì thấy anh thanh niên đứng ngay cạnh. May mắn anh ta không ngăn cản mà còn đưa cho cô một con dao nhỏ để cắt dây thừng. Sau đó kêu Saza đi lấy ngựa còn mình bế Sophie ra cổng. Không ngờ chưa đến được nơi đã bị đầu chọc bắn vào lưng. Khi hắn định bóp cò lần hai thì bất ngờ bị Saza đập mạnh vào gáy. Anh thanh niên cố hết sức bế Sophie ra giao vào tay anh da đen đang chờ ở cổng. Tiếp đó quay lại cầm lấy một cây đèn tiến đến gần đầu chọc. Đợi khi hắn chuẩn bị nổ súng, anh liền ném thẳng về phía đó. Tên đầu chọc phút chốc biến thành ngọn đuốc sáng bừng. Tuy hạ gục được con thú nguy hiểm kia nhưng anh thanh niên cũng không qua khỏi. Cứ ngỡ hiện tại tất cả đã được an toàn, không ngờ sáng hôm sau tên đầu chọc vẫn ngọ nguậy từ từ tỉnh dậy. Cơ thể của hắn đã bị nung chảy nhưng bản thân lại không hề có cảm giác đau đớn. Ba người một ngựa chỉ có thể đi bộ nên mất rất nhiều thời gian mới về được đến nhà. Giây phút anh da đen thấy con ngựa của mình được buộc sẵn trong chuồng liền biết có biến. Đúng như dự đoán, tên đầu chọc đã ngồi chờ trong phòng. Tuy lạnh lùng tàn nhẫn nhưng bản thân hắn vẫn luôn khao khát có một gia đình như bao người khác. Đầu chọc định sẽ giữ lại những người phụ nữ để huấn luyện họ phục tùng mình, còn muốn đánh anh da đen thành kẻ tàn phế để giữ lại sai vặt. Sophie trong lúc ngăn cản đã bị hắn đâm một mũi tên xuyên bụng. Hai người còn lại ra sức kết hợp tấn công đầu chọc nhưng không nhằm nhò gì. Đúng lúc Saza gặp nguy hiểm thì Sophie dùng chút sức lực cuối cùng lao thẳng vào người hắn, quyết định đem mối nguy hiểm này cùng mình xuống địa ngục, giải thoát những người có trái tim nhân từ khỏi ác quỷ. Cuối cùng sau bao sóng gió họ cũng có lại được sự bình yên. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.